rất khó. Chúng ta thấy rằng đây là một quả smoke, tôi đánh giá là một quả smoke VIP. Màu nó rất khác so với quả smoke khác, nhưng bây giờ thì SBK mới là người miền Đông. Nhưng Smell cũng đã có viên đạn K98 thẳng vào hốc mắt của Jasmine rồi. Một đổi một sấy tầm xa với một khẩu Beryl, nhưng vẫn là hoàng tử Beryl xa bầu. Bắn rút tín chỉ ở đó, điểm kill đầu tiên đem về đội hình BMDH. Nhận ra rằng cửa đã đóng rồi và bây giờ thì quay lưng lại luôn, kê lại khu phòng nhỏ và nghe được tiếng chân của Blackjack. Có người phía bên ngoài nhà, còn hai bên ép sát nhau xa bầu bị knock out. Có cái đổi mạng MVP xuất hiện bất ngờ và đó là những điểm số dành cho MDH. Nhưng phải nhanh lên để cứu lên Sapao và NBK vẫn sẽ bảo toàn đội hình của MDH Esports. Đã là 4 điểm kill mang về, vẫn giữ được toàn lực như vậy đã là ổn rồi. Nhưng dẫu sao đây vẫn là tạm thời. Còn quay trở lại cuộc chiến ta, Playworld Esports mất đi Trung Tiên và lại là thêm điểm dành cho Innovation. Tiếp tục vẫn là Innovation thôi. Cry muốn có mặt trong top 5 kill đây mà lại là Cry xử lý thêm cả Thái Lọ nữa. Cry đang rất cay với việc là mình chưa xuất hiện trong bảng top 5 kill. Thế nên rằng đem về đến 3 điểm nhanh gọn dành cho Cry trong màu áo của Innovation Esports. Coi bộ có vẻ sẽ là khó. Thành Quý ép lên và ôi free shot, cấu được một nửa máu thôi. Flash búp lên là phải đẩy và đây rồi. Knock out ngay lập tức với những viên đạn sau cùng ôm thẳng vào đầu của Lâm Legend. Và như vậy tiếp tục là NBK vẫn tìm tap tốt. MDH vẫn đang rất cố gắng để cầy thêm những chỉ số kill nữa để vươn vào ít nhất là trong top 4. Và với quỷ thứ 6 cũng vậy, có cơ hội là họ bắn ngay lập tức không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Để xem Thanh Quý sẽ bắt được ai khi mà họ vẫn còn đang rong ruổi trên những con xe của mình. Và cấu được rất nhiều máu và ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Bị bye bye ngược lại đến từ cho Thanh Quý. Nhưng phía bên kia thì liệu rằng có ai bị động ai không? Trong khi đó Bloody Sobibot mất cho mình tiêu bảo LP cho hậu súng Dazio. Sa Tăng Esports cũng đang có cho mình những sự khó chịu nhất định. Còn với toàn thắng game mình, tôi nghĩ rằng game thi đấu này họ khó có thể toàn thắng được. Đây là người thứ hai phải nằm xuống rồi. Khu vực nhà kho rất hấp dẫn, nhưng chúng ta vừa chuyển cam lên thôi thì Bloody Soul Esports không còn nữa. Lại một game thi đấu nữa, chúng ta thấy rằng với đội hình đem về trong cái top 1 đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay, lại là một những tên phải rời cuộc chơi rất sớm với top 14. Thì lúc đó đội tuyển nào mà giữ lại được như là tên BVT Chicken Esports thì lại là một câu chuyện gió đổi chiều thôi. Nhưng ở đây Thanh Quý bắt đầu tiếng sấy rồi, đối phương chính là cái tên bên phía team Next Academy. Wayshin là người bị knock out nhưng vẫn có thể sẽ có những cái chạm đến từ đồng đội. Và chúng ta thấy rằng Next Esports họ bắn trả cũng rất khó chịu. Quỷ dữ do 6 cũng đang liên tiếp bị cầu máu đi. Ui, góc free shot cho Thanh Quý. Trước đó một quả pha sấy rất tốt đã knock out được người rồi, và bây giờ thêm cả tap nữa chăng. Đội hình của Next Esports Academy đang gặp quá nhiều sự khó khăn bởi sát thương từ vòng bo nữa. Như vậy Falling nằm xuống với Smell và lại một cơ hội tốt cho MDH. Chu Park nhận phải sát thương là quá lớn, cũng đã phải nằm ôm bụng rồi. Khải phạm mò gần vị trí của Tuấn Gúp và đương nhiên chàng trai này nghe được tiếng chân của đối phương. Chỉ còn chờ đợi để có góc bắn thuận lợi nhất nữa mà thôi. Và bây giờ với phía của Tuấn Kiệt cũng đã kê được. Và có vẻ như Next Esports Academy đây sẽ là dấu chấm hết rồi. Không thể làm được gì hơn cả. Ở lượt trận này thì ít nhất họ đã có một cái pha highlight dành cho Wayshin. Còn bây giờ sẽ là những con mồi dành cho Quỷ Dữ 66 top 13 cho Next Esports Academy. Vừa rồi Tuấn Kịp à, MDH đang muốn mò vào. 30 giây nữa bò thu vào và MDH Esports cũng như là cả phía Quỷ Dữ phải nhanh hơn. Ở khu nhà trên cao có thể nhìn xuống bao quát phía bên dưới. Nếu mà bộ tờ cheat mình không còn trong vòng bo thì thật sự đội hình Bo Sê Đông sẽ có cho mình rất nhiều cơ hội để cày điểm frag. Và bây giờ thì với vị trí Don't Waste My Time tiếp tục knock out đi, toàn thắng game mình rồi. Rất khó khăn cho đội tuyển này, họ mất người từ sớm và đến bây giờ với những phase thi đấu quan trọng nhất thì họ cũng chỉ còn từng đó nhân sự mà thôi. Đội hình Quỷ Dữ 6 họ cố gắng mở cánh khác bởi vì phía bên này đang có thêm một đối phương bắn sàng rất khó chịu. Và với run now knock out thành công thì cô bay Pinky Smoke cũng đã khiến cho đối phương và liên tục là những điểm kill xuất hiện trên màn hình chúng ta. Và MDH là những gì chúng ta thấy liên tiếp. Hãy nhìn mà xem, MDH đã muốn quét sạch hoàn toàn những cái chướng ngại vật trước mặt họ rồi. Và toàn thắng gaming dừng lại ở top thứ 12 trước họng súng bên phía đối phương. MDH còn lại đây vị trí Smell. Và trước mắt vẫn còn đó một người nữa của run now. Smell là một tuyển thủ có phản xạ rất tốt cùng với cách anh ta đặt tầm rất dính. Lần nào lúc này còn lại với đó là Quang Trần và Nick J Skurak. Pink Team thì ở top thứ 11 và Sa Tăng di chuyển lên. Quá thoải mái dành cho Nick J. Thêm điểm đem về cho Run Now. Tình huống trả đồ cũng đã cấu được một chút máu của Nick J. Vẫn sẽ là chưa đủ để khiến Nick J phải nằm xuống. Một vị trí quan trọng của Run Now vẫn còn có mặt ở đây thì yên tâm đi. Hai người còn lại phía Run Now vẫn sẽ yên ổn. Nhưng bây giờ thì đây rồi muốn ép lên và đây rồi góc bắn cho đấy. Phía Nick J nhưng không bắn lại được vị trí của đây rồi. Rất đáng tiếc.
Điểm kill thứ 5 gọi tên Dazzle của đội hình bên phía sân Sa Tăng và thêm cả cô bay nữa. Right now không thể tìm ra Smell ở đâu vì họ vẫn đang phải lo các thêm bên phía sân Sa Tăng Esports. Hãy nhìn vào xem, chỉ còn Quang Trần rồi sấy trong vô vọng. Và đó là Smell kết thúc đội hình bên phía Right Now với top 10. Và Smell vẫn sống, vẫn đem lại một chút hy vọng cho đội hình bên phía MDH. Vâng, niềm hy vọng cuối cùng với chàng trai đến từ Đà Lạt. Và Đà Lạt thì phải tìm cho mình một cái mũ mới thôi. Đang không có mũ mà giáp cũng vỡ hết sạch rồi. May mắn thay vẫn kịp lút dành cho mình. Thôi thôi, liệu có còn may mắn hay không đây? Hải Ca đang kê và đã nhìn thấy Smell rồi. Bộ xì lông với khu vực nhà, chân mệnh thiên tử của mình vẫn đang tiếp tục focus sang Super Hiếu cố gắng cứu bóng đối phương. Và ui, nét tốt của cô bay kết liễu luôn cả kill và cả béo. Tiếp tục vẫn đang là Super Hiếu bắn ra Sa Tăng nhưng không được nữa rồi. Thêm điểm cho Sa Tăng, top 8 cho Super Team. Cái nơi duy nhất còn có trong bo, tôi đang nhìn thấy một cái trạm xăng rất nhỏ đúng không? Ở trung tâm vòng bo và vẫn chưa có ai cả. Đây sẽ là khu vực công trình còn lại sót duy nhất. Đấy là cái nhà vệ sinh. Ừ, cái nhà vệ sinh cũng được. Cao rồi. Trạm cái xăng cũng cao rồi. Cái nhà vệ sinh cũng được rồi bởi vì nó rất khó. Smell xuất hiện kìa. Và như vậy là Smell là kẻ gọi là gây sao nhãng cho Power Seeker khi mà trước đó họ đang rất bình yên. Họ cần sự riêng tư thì bây giờ không còn nữa rồi. Smell bắt được một người. Và cái khu vực đẹp nhất trong vòng bo bây giờ có lẽ sẽ là khu vực ở đồi trên cao của Water Treatment, ở ngay bên tay trái của Water Treatment thôi. Đấy sẽ là góc đứng rất ổn và có thể nhìn thẳng Water Treatment cùng với góc đứng mà kê lại được cả ở phía sau nữa. Và để xem đại diện nào di chuyển vào trước nữa mà thôi. Power Seeker mất hai người và vẫn chưa thể đem về được bất kỳ một điểm kill nào cả. Smell vẫn đang bắn quá chắc tay. Bên cạnh đó là thêm cả đáng bốt khi mà xử lý được một người Innovation. Chicken Esports, việc mà 56HZ đứng trên mái nhà như này có phải là đang chấp cả thế giới chăng? Góc này là rất thở rồi nhưng cũng chưa ai nhìn thấy anh ta cả. Vẫn đang quá rất thoải mái để bắn nhìn. Quá nhiều góc phải nhìn đến từ 56HZ. Nhưng anh ấy có cho mình thừa sự tự tin. Còn với Sa Tăng Esports họ không thể làm mưa làm gió nữa rồi. Bởi vì Hycat chính là người kết thúc đi bộ đôi cậu bầy cùng với Dazio. Một quả nét của Jill vừa đem về cho mình một tiếng knockout và vừa đem về cho mình thêm một điểm kill nữa dành cho đội hình với Pink Team. Chicken Esports. Wow. Hết rồi. Nét rất chất lượng. Power Seeker thì anh ta sẽ có thể kéo vào một cái top rất sâu cho MDH. Còn ở thời điểm hiện tại thì đương nhiên rồi, Poseidon Esports đang vướng phải nhiều bất ổn và họ cũng sẽ cần rất nhiều điểm ở lượt trận này. Đây rồi, Smell lên tiếng. Một knockout đến từ Smell nhưng vẫn còn đó là Esports 25. Trong khi đó Marbin cũng đợi cầu máu chắc chắn đến từ đội hình bên phía Team Đà Nẵng Bot. Và với quả nét này tiếp tục điểm kill đem về dành bên phía MDH. Vâng. Phải nói rằng Smell mà còn sống thì điểm kill vẫn sẽ nhảy ở trên bảng điểm số mà thôi. Rất khó chịu đến từ Smell. Và Smell khịa thêm cả đội hình bên phía Đà Nẵng Bot. Quá kinh khủng với Smell. Và nhưng lộ vị trí ra và 11 điểm máu. Rất đáng tiếc. Top 5 cho MDH Esports tôi đã bảo rồi. Bắn Poseidon làm gì, cứ cộng sinh thôi là được. Vào top 4 là hoàn toàn có thể. Nhưng mà việc đem về được một kill này hay là nằm lại ở top 5 thì thực ra cũng là chỉ thêm một điểm. Chúng ta cảm giác rằng với phây đấu này nó sẽ khó ăn rất nhiều. Không biết rằng ai sẽ là người đem về cái top 1. Nhưng bây giờ có thể sẽ gọi tên đội hình bên phía Team Poseidon Esports ở vị top 4 chăng? Mất đi cho mình một người không ai khác ngoài trừ cái tên Apon. Bây giờ sấy tầm xa cũng là khá chuẩn xác đến từ 56HZ. Khó hơn rất nhiều rồi đội hình bên Đà Nẵng Boss. Nhưng dẫu sao họ cũng là một trong cái tên lọt vào trong top 4 của game thi đấu này. Innovation Esports cũng đang có cho mình cực kỳ nhiều cơ hội. Và với quả nét này nó quá chuẩn xác, nổ ngay trên đầu của Cry. Một tình huống tham minh ném nét phải nói trên cổ tuyệt vời dành cho vị trí Trung Hiếu. Rất căng thẳng. Và như vậy là cũng là đưa về tình huống đấy là 1-1-1 và 2 thôi. Rất căng. Bên này thì Cat Jun còn một mình mũ giáp đều đã đỏ rồi. Súng thì là rất khỏe. Nhưng cái trang bị phòng thủ của anh ta thì đã yếu đi hơn rất nhiều so với những cái tên khác. Bởi vì tầm nhìn có vẻ như đã khuất. Nào, ở đây thì Trung Hiếu lắc trái lắc phải bắn cả hai bờ bên phía Team Chicken Esports luôn. Và đó là kỹ năng đến từ Trung Hiếu. Clutch thành công 1v2. Còn trong khi đó đúng là 1v1v1 thật. Đà Nẵng Bot, Poseidon Esports và Innovation Esports. Khó, rất khó đoán. Tôi nghĩ rằng bây giờ người nào có cho mình nhà là người đó có cho mình cơ hội đấy. Đó chính là cái nhà vệ sinh tôi đã nói. À, thế là đó chính là cái nhà vệ sinh tôi đã Fujin nói. Fujin lựa chọn Innovation Esports. Được, tôi sẽ lựa chọn phía của Trung Hiếu. Và để xem chúng ta sẽ có top 1 về với tay ai ở phía của vâng, lựa chọn của bạn đã ra đi luôn rồi. Còn với vị trí của Don't Waste My Time, thật sự anh ấy vẫn đang có cho mình một cái nhà vệ sinh rất đẹp. Và chưa kể là có cho mình một cái mũ 3 nữa cơ. Don't Waste My Time 3007 đối đầu với Cat Jun.
Ồ, một quả nét thương tới với Chiron Quest bài tam. Và ui, một tí đã tồi kết run đây. Một tí đã tồi và Don Quest bài thằng đã rất tỉnh táo để lùi về. Ba quả nét đều tuyệt, áp lực được tạo ra. Và để xem ai mới là kim cương của trận đấu này. Kết chu một lần nữa trên tay một quả flash búp lên để đẩy chăng. Nhưng bây giờ thì quả nết đến từ Don Quest bài ta vừa thẳng ở vị trí kết chu và ui ui đừng không dính. Không dính. Vẫn còn đó flash và flash ngập trời đến từ vị trí của Don Quest bài ta. Có tận 4 quả flash đã được búp ra nhưng cả hai player đều đang rất mù. Một cơn mưa flash rồi và chưa ai muốn dừng lại cả. Cứ định di chuyển lên đối phương lại búp flash. Ôi trên người Ketsun có bao nhiêu quả flash vậy? Đã phát hiện ra đối phương ở đâu chưa? Vẫn còn đó một quả lửa trên tay. Ketsun chủ động là kê trước. Nhưng bây giờ timing như thế nào đây? Đẩy ra bắn nhau. Và đó là chiến thắng gọi tên đội hình bên phía team Innovation Esports.